mở lớn lên. Chúng tôi thay mặt ban tổ chức cảm ơn sự có mặt của toàn thể quý vị ngày hôm nay. Rồi hồi nãy chúng tôi cũng có thông báo trong tuần lễ vừa qua thì chúng tôi nhận được nhiều email của đồng hương phản đối về việc mà Phương Thảo là một, Thu Phương là hai, và cái đài truyền hình 54.5 chiếu chương trình của Cộng sản trong nước. Thì vấn đề này chúng tôi đang làm cái bản nhận định về làng ranh quốc tổng, chúng tôi sẽ phổ biến cho đồng hương. Đồng hương nào coi được cái đài này ráng thu một vài hình ảnh cung cấp cho chúng tôi để chúng ta có diễn kiện nói chuyện với chủ đài. Đây là việc hết sức cần thiết và chúng tôi cần sự hợp tác của toàn thể đồng hương. À, ngày hôm nay thì chúng ta đi tuần hành hơn một tiếng, thì như vậy là cũng quá đủ, thời tiết cũng rất ưu đãi, trời mát, cho nên đúng là chúng ta còn đi thêm nữa. Nhưng mà thôi để dưỡng sức, vì sau đây thì chúng ta còn nhiều chương trình. 12 giờ thời có chương trình của giáo sư Liêm ở 8200, và chúng tôi hội đền thánh cũng có phiên họp lúc 3 giờ. Thành ra một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn và cần sự tiếp tay của toàn thể đồng hương trong ngày tháng sắp tới, vì không có một đấu tranh nào mà không tốn hao sức bản thân. Xin cảm ơn đồng hương, cảm ơn.